Chim Nóng Mít sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ cắm chè đất yến vẽ tay của chính đường hầu tử, rất là đẹp nha mọi người. Vẽ hầu tử đây, mình sẽ xây sơ cho mọi người xem độ đẹp của cái bộ cống này, rất là đẹp. Đây mọc nằm đây. Đây, cái điều đặc biệt của bộ cống này á là ngoài cái việc mà vẽ ở phía bên ngoài đây, vẽ tay rất là sắc nét, thì còn vẽ cả cái mặt bên trong nữa. Đây, đây là cái điểm rất là đẳng cấp khác biệt của bộ cống này so với mấy bộ cống kia nha mọi người, rất là đẹp. Rồi, mọi người mà quan tâm đến cái bộ cống đất yến vẽ tay hầu tử đẹp như thế này thì liên hệ với bên mình thông qua cái website là minhnongmit.com hoặc là cái fanpage là lòng chim Minh Nóng Mít nha mọi người. Rất là đẹp, rất là sắc nét, người nhìn